Đây nè các bạn, giờ mình quay cái sâu cúm của ông anh, ông mới bắt nè, các bạn thấy không? Cái này nè, con cúm cái nè, các bạn coi cúm cái nè, cúm cái nó ôm cái bầu trứng á, trứng này trứng non, còn trứng già là nó đen. Giờ ông đang bắt nè. Lúc anh dở đồ á, mày dở là có nè, mà dở ra nó chạy nè. Đúng rồi, đây nước không à, dở là chạy mất á. Đó đó nhỏ về, nhỏ nhỏ, quay mấy con nhỏ coi luôn, coi dở lên thấy á. Cúm này nhỏ mình thả lại, mình chỉ lựa cúm như giòn bắt thôi. Yeah, nuôi một hai con nước là mình ra mình bắt lại, có nữa có hoài luôn. Cùng này anh dở chưa anh? Cà cà cũng giòn giòn mà không có bự đâu, mà giòn cái này mấy đêm cầm sâu chưa vẫn tại không. Hay đi với ông đây không? À, nó nồng nỉ á. Đang bắt hay lắm. Đang bỏ em đi với ổng mà bắt con cá ngát dần dần luôn. Cá ngát đồng ký mấy? Dạ, ổng cũng giỏi lắm. Không, ông đang nông mà nhổng á. Dạ, chứ không phải. Ông đang bồ bội. Bắt ở ngoài đây chỉ cần cần sức thôi, dở nhiều là có nhiều. Lựa biết chỗ nào. Dạ. Thôi đâu mà ngồi kiếm hang đó. À, ở bên kia. Rồi. Ở bên kia. Rồi. Cũng nhỏ. Quay phát trực tiếp bạn coi luôn. Toàn thế giới luôn. Toàn thế giới luôn. Toàn thế giới luôn. Quay up lên YouTube á. Còn nước rồi. Cục này anh dở thử lại. Nhỏ. Cục này anh dở chưa? Ở đây với một lát ở bên kia kìa. Ở bên chỗ chiếc ghe bể bên đây nè, mà đi qua kè đá bển luôn á. Không, cái chỗ này nè. Chỗ này cũng được nữa nè. Chỗ nào anh? Anh nói chỗ nào? Này, cái bờ đá đó, nó có một đống đá dưới á. Cái bờ mình đi ra đó, bờ cao á. À, dưới đó đó hả? Ừ. Có đá dưới nữa. À, để nó chờ. Mà giờ nước chưa cạn mình dở nó chạy đi hết á. Dạ. Bắt canh lúc mà nó ấy á. Lúc mà cạn sát chứ nước nhiều quá, dở lên nó chạy đi hết, mình làm không kịp. Mình cũng bự đó anh, cũng bắt được quá. Mình nhăn muối ha. Nhăn muối hả? Con me á. Con cúm nè. Cúm mà cúm nhỏ xíu.
con đúng đây nhiều ghê đâu á. Anh mới vợ hồi nãy á. Mấy cục ở trong anh vợ hết luôn rồi hả? Phải đợi nó cạn. Hấp tấp quá. Tấp là nó chạy đi hết rồi. Bồng bồng rồi. Lê anh Lê. Rồi. Có không? Bắt có cái gì chưa? Bây giờ ông bắt ở đâu ạ? Bây giờ ông dở nó lên mốt. Đây cũng thêm người đi bắt nữa. Nhiều. Ở đây anh có đi mò cá không? Mò cá. Đá hả? Người cua, người kêu ghẹ. Ủa cục này anh dở chưa anh? Ở đây nè. Không, cục này nó nằm ở phía trong này đâu có nước đâu. Với cục này nè. Cục này em thấy có. Cục này nó kẹt rồi. Không có đâu. Cục này nó nằm chồn kín quá. Kẹt nó nằm kìa. Nó nằm ở phía nhỏ, chắc nhỏ quá. Phải đợi nước rồi. Đúng rồi. Nó chạy vô khe đá lại. Tí là nó cạn cái gì? Bự rồi nè. Ừ, cũng cối luôn rồi. Con này có gạch nè, nó có gạch son nè. Con này bị chai luôn rồi nè ha. Mọi người đưa thuốc rồi, nãy cùng cùng nó vớt, ướt đưa thuốc rồi. Ngược đúng rồi. Rồi Tưng có làm hãng xưởng gì không? Không mà
Em ở đây thôi. Dạ. Tài xế. Nguyên đám mây chà bả luôn. Đó, sấm chớp luôn. Trời này chuẩn bị, trời này là ngoảng mưa nè. Không à. Mây gì mà thấy nó kéo, bây giờ nó kéo tới không à. Cầm nó mà mưa chạy vô. Không đâu. Ba lô vậy thì không có thấm nước không sao. Cái mưa mà lớn á, ăn sao nhái đặt dọc ngon ghê. Nhà mấy cái vườn là nằm dưới mương nữa. Dạ. Hồi bữa hồi đầu 2 tuần trước hay gì mưa đó. Mấy người ta đi sôi mà không có luôn á. Mưa buổi chiều tới tối hay gì á. Mưa cử tối đó đó. Là nhái rừng á. Nhái rừng mấy người ở trên những núi rồi á. À. Nhái rừng nó ra phải không? Dạ, nó khó luôn. Dạ. Bán 180 một người một ký. 180 một ký. Mà là nhái sống đó nha, chưa mặn gì nha. Không mặn rồi. Không. Bữa nó đem ra chợ Đồng Hòa là nó vừa đẩy mình xuống. Nó bu rồi, nó như kiến á. Vậy hả? Nó bu lấy tay nó để vô mâm nè, kéo vậy nè. Wow, mạnh nào dành á. À. Rồi nhỏ để mâm xuống chưa được 5 phút họ nó wow vô. Vậy hả? 180 nha. Dạ. Còn ở đây sao mặn kỳ ngộ hả? Chứ ở trên khúc mạng thấy đông quá, nó không có mặn. Để nguyên con rồi đó, bán sống luôn. Trong một hiệp rồi cũng vậy à. Nguyên con nhiều khi người ta ngại ăn á, mất công ta về làm. Yeah. Nếu nó chưa làm nó bán đâu có cái giá đó, đâu bán cái giá cao kìa. Em không biết nói gì mà nó bán cũng có người mua à. Bán cũng thấy mua à. Nhỏ. Cũng nhỏ nó chạy hơi lôi nhô luôn. Nhiều quấn vô ha. Dạ. Cái anh mò thấy cục này có hang. Cục này nè. Anh thấy nó có cái hang à. Đâu? Đây nè. Này nó có cái hang bọng ở dưới nè. Ở đây, ơi cái cục này con cũng bự nè. Cái hang quá rộng luôn. Đụng nó đó. Đụng nó mà cái bự nhỏ. Dở lên chắc chết giả à. Đây nè, nó rồi, phải không? Nhỏ. Bắt được rồi. Ờ nhỉ. Vậy là bắt luôn đi, bắt luôn mẹ. Khó trời quá, trời mới cạn đâu, bắt cái đó. Trời này không mưa đâu. Anh bắt một bên nè, anh bắt một bên nó dễ canh anh. Đây chỉ có cúm không à. Thập đá. Ông Đen lúc trước ổng hay ra ngoài đây, ổng mò cá mò ếch lắm anh. Mò
đen nóc đồ á. Đâu đâu cục này thử ra. Đen hơi đầu nối nó mò hay lắm. Đó, cục này có bụng, có nước bắn rồi. Nếu mình chở ra nó mang chạy. Tôi không thấy luôn hả? Ở đây phải lấy cái xô cho. Đây là con nhím biển đó. Nó nhúc nhích nè. Còn đó bự người ta ăn luôn á. Dạ. Mà ở đây vậy nhỏ không? Không có bự. Thấy gì nó nướng mà hành. Nói chung đá mà có khe có lỗ là nó chui vô nó ở. Cúm nó ngộ. Quá trời. Bò có dây cũng ngộ. Không à. Cục này thử nè. Hai con. Hai con. Bắt đi. Có cục này nè. Cục này hay có. Đây là quá trời luôn. Chút bò đi chút đây. Chút không à. Cái này sắp hết nè. Trời trời xong chưa. Đấy là phải mò liền hả? Còn bắt được mà. Cục phía trong á mở hoài á là lấy giờ anh chưa dở phía bên đây nè, phía bên đây hồi nãy em lì cũng bắt hết. Mà dở ra là chạy liền á. Mình bắt về chứ vài bữa nữa mình ra là có nữa. Nó ngoài biển nó vô nữa. Này, mày biết dở chưa?
nước hay lắm. Dạ. Yeah. Mò không biết chặn hay. Có con bự. Ê anh đè quá nè, giờ gãy càng luôn rồi, còn cái càng đó kìa, còn cái càng đó kìa, như còn con nữa gì á. Hết rồi cái càng nha. Đó thôi, cái đầu cục này nè. Thử cục này nè. Cái này phải 3-4 bữa nữa. Cục này anh dở chưa? Cục bự nè. Đó có con bự. Cầm cầm anh cái xô. Đó con bự nè. Con bự mới bắt nè. Yeah. Cái gì vậy? Nó sắp trên bành trướng rồi nè. Ui trời. Đéo có mà quá. Cục này giảm nổi luôn. Ừ. Trồn bắp. À. Trồn bắp có giả cũng không có. Đó. Ở đó đó đó. Bắt về tốn sức lắm chứ bộ. Mệt lắm rồi. Dạ. Rồi thôi vô. Không rồi, hết. Tới đây là hết đá rồi. Hình như là chưa vô tránh nước mà không mai. Mai á. Mai đâu tránh, bây giờ nó cũng tránh rồi đó. Dạ. Thôi đi vô nữa. Ờ, anh đi vô đường này. Thôi mình kết thúc video clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh nha. Rồi, bye bye các bạn.